chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh trọng tài online trong cái video này chúng ta sẽ được lắng nghe ý kiến đến từ hai vị chuyên gia bóng đá nhận định phân tích mổ sẽ cực kỳ sâu sắc về huấn luyện viên kim sang xích liệu ông kim sang xích có thể thành công được với nền bóng đá việt nam hay không liệu ông kim có sao chép rập khuôn máy móc những gì ông bác đã tạo ra hay không hay là ông kim muốn tạo ra một lối đi riêng và liệu ông kim có Bảo thủ có cực đoan giống như ông Philip Truzy hay không? Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến từ hai vị chuyên gia. Vị chuyên gia đầu tiên đó là chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương nhận định như thế này: Huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ không kẻ hóa đội tuyển như ông Truzy. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương bình luận rằng tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim Sang Sik sẽ không sao chép công thức của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không dùng toàn cầu thủ trẻ như thời huấn luyện viên Philip Jose. Huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang-sik vừa chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong vòng 2 năm tới. Ông nghĩ ông Kim có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không? Ông Đoàn Minh Sương trả lời như sau, phù hợp hay không còn phải chờ, phải làm việc mới biết. Hiệu quả của sự lựa chọn này đến đâu là điều chúng ta cần phải chờ thực tế công việc của ông Kim Sang-sik. Sau một năm hụt hẳn với ông Jose thì đội tuyển Việt Nam buộc phải làm lại Cách đây vài hôm thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam có vẻ hơi lo lắng Bởi vì họ nghe rằng cái tờ k nhận định về ông Kim sang xích hơi tiêu cực Bởi vì cho rằng ông Kim có cái lối chơi hao hao giống như ông Dê và đồng thời cũng muốn đối đầu với truyền thông người hâm mộ. Điều này khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong nước cảm giác rất là lo lắng. Nhưng mình nghĩ rằng vấn đề này sẽ được giải quyết ổn thỏa bởi vì cái người đang kèm cặp và có thể cố vấn từ xa cho ông Kim đó chính là huấn luyện viên Bác Hang Seo. Mặc dù ông Kim không rập khuôn sao chép 100% những gì ông bác đã tạo ra Và cho dù có muốn sao chép thì cũng không thể nào sao chép được Bởi vì chất lượng cầu thủ ở hai giai đoạn là hoàn toàn khác nhau và ông kim cũng sẽ muốn tạo ra một dấu ấn bản sắc riêng trong đường lối cách chơi bóng của mình để hình thành một lối chơi mang phong cách riêng của ông kim từ đó làm một cái thương hiệu để sau này ông đi dẫn dắt các đội tuyển khác người ta cũng biết đến thương hiệu cách chơi của ông kim và không riêng gì ông kim bất kể ông huấn luyện viên nào cũng vậy nhưng đó cũng chính là thử thách và nó mang một chút xíu rủi ro trong việc ông kim phải cố gắng tạo ra một đường nét riêng cho mình và cái rủi ro này nó đã xảy ra dưới thời ông jose ông jose cố gắng tạo ra một lối chơi theo phong cách của mình và phải trả giá bởi vì quá cực đoan theo những thông tin xuất hiện trong những ngày qua thì bước đầu tôi hy vọng rằng ông kim sẽ hiểu và hòa hợp với bóng đá việt nam khả năng hòa hợp của ông ấy rất quan trọng bởi chúng ta đã chứng kiến bài học từ trường hợp của huấn luyện viên jose Ông cho rằng huấn luyện viên Kim Sang xích khi nắm đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam sẽ giữ lại toàn bộ lứa cầu thủ thời ông Park Hang-seo hay sẽ tiếp tục công cuộc trẻ hóa như thời ông Jose. Theo tôi thì ông Kim sẽ có sự kết hợp. Bóng đá Việt Nam vẫn cần có sự trẻ hóa bởi lực lượng của ông Jose dẫu chưa phải đã quá già. Nhưng một vài vị trí thuộc lứa này đã tới ngưỡng về chuyên môn Khó phát triển lên nữa Hơn nữa, một số trường hợp không thật sự khát khao vương đến thành công Do họ đã có đầy đủ các danh hiệu Nhưng nếu chỉ dùng lực lượng U23 xây dựng đội hình như thời ông Jose cũng không đúng Vì lực lượng trẻ vẫn chưa đủ tầm để gánh vác trọng trách ở các giải đấu lớn vẫn còn có sự bổ sung những gương mặt giàu kinh nghiệm và giàu tài năng Điều này là hoàn toàn chính xác Đặc biệt là hai trận đấu còn lại với Philippines và Iraq vào tháng 6 này Ông Kim có thể sẽ được cố vấn từ ông bác làm sao chọn ra một bộ khung vững chắc nhất để thi đấu với hai đội này và chí ít là phải giành chiến thắng trước một đội đó là Philippines. Còn việc trẻ hóa đến đâu, bổ sung như thế nào là phần việc của tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik làm sao để tạo ra sự hài hòa và cân đối nhất cho đội tuyển Việt Nam. Còn về hợp đồng 2 năm của ông Kim Sang Sik kéo dài đến tháng 3 2026 Ông đánh giá với bản hợp đồng này mục tiêu mà VFF dành cho tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 là gì? Tôi cho rằng VFF đang muốn lấy lại hình ảnh, lấy lại vị thế cho tuyển Việt Nam, nhưng thực chất bên trong cũng là đang lấy lại hình ảnh, vị thế niềm tin của người hâm mộ, của nhà tài trợ đối với các vị lãnh đạo liên đoàn bóng đá Việt Nam. Với bản hợp đồng này, chúng ta thấy rằng VFF sẽ không nhắm đến mục tiêu dự quân Cup mà công việc thiết thực trong vòng 2 năm tới của bóng đá Việt Nam đó là các giải đấu tầm khu vực rút kinh nghiệm dưới thời ông Jose Họ đã quá ảo tưởng về sức mạnh, về mục tiêu, về tầm nhìn, về nâng tầm. Và bây giờ trở lại với thực tế thì mục tiêu này là hoàn toàn phù hợp với nền bóng đá của chúng ta hiện tại, phù hợp với năng lực của ông Kim Sang Sik và khiến cho người hâm mộ có cảm giác an tâm hơn. Cụ thể là đội tuyển Việt Nam sẽ cạnh tranh tại AFF Cup 2024, đi tìm danh hiệu ở các kỳ SEA Games 2025, vòng loại giải U23 châu Á, vòng loại Asian Cup 2027. Nếu sau 2 năm nói trên, Ông Kim Sang Sik không gây thất vọng ở các giải đấu này Tại sao lại dùng cái từ không gây thất vọng Mà phải dùng cái từ đó là hoàn thành mục tiêu Chứ nói cái từ không gây thất vọng thì thực tế nó đã gây thất vọng rồi VFF có thể tính đến chuyện gia hạn hợp đồng và mở rộng các mục tiêu đối với huấn luyện viên này Và dĩ nhiên nó sẽ đi kèm với việc đàm phán lại mức lương Không lẽ bóng đá Việt Nam từ bỏ các kế hoạch vươn lên trình độ châu Á và hướng đến đấu trường thế giới hay sao? không không phải từ bỏ nhưng chúng ta sẽ tính toán lại đồng bộ hóa mục tiêu quốc tế và hệ thống các giải đấu trong nước nói gì thì nói dùng từ khủng hoảng thì hơi quá nặng nề nhưng bóng đá việt nam đang bị đứt gãy lực lượng huấn luyện viên có giỏi cách mấy thì vẫn phải có cầu thủ tốt để thi đấu cầu thủ mới là những người trực tiếp vào sân đối đầu với đối phương chứ huấn luyện viên đâu thể tự vào sân để thi đấu, thế nên chúng ta phải giải quyết vấn đề lực lượng trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn. Công việc này cụ thể là gì? Thưa ông, tôi hình dung các đội tuyển U3 Việt Nam với đội tuyển quốc gia từ đội tuyển U21 trở xuống, VFF sẽ giao cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xây dựng lực lượng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tập hợp các lực lượng cầu thủ trẻ, chuẩn bị cho họ hành trang trước khi bước lên sân chơi lớn hơn, bước lên cấp độ đội tuyển cao hơn. Để làm tốt việc này, các đội tuyển trẻ cần có thời gian tập trung, cần được cọ sát về thi đấu thường xuyên. Vì như huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã nói Cầu thủ trẻ của chúng ta thiếu sự cỏ sát Và vừa rồi ông Tuấn đã đăng một cái dòng tweet Có cái từ goodbye trên trang cá nhân của ông Đầy ẩn ý với một vẻ mặt có vẻ cảm thấy rất là mệt mỏi Không biết ông Tuấn đang than phiền hay mệt mỏi điều gì Sắp tới đây thì giải V-League sẽ không còn bị ngắt quãng nhiều như hiện nay nữa Giải chỉ dừng trong những ngày FIFA Days Tức là ngày các đội tuyển trên toàn cầu tập trung thi đấu quốc tế Theo lịch của FIFA Đấy cũng là sự đồng bộ vì mục tiêu chung theo xu thế toàn cầu. Và như đã nói, sau khi bóng đá Việt Nam giải quyết được chuyện đứt gãy lực lượng, sau khi chúng ta đồng bộ xong hệ thống thi đấu, sau khi huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn là khôi phục hình ảnh của đội tuyển Việt Nam trong khu vực, chúng ta sẽ tính đến những kế hoạch, những mục tiêu xa hơn, chứ không có chuyện bóng đá Việt Nam từ bỏ các sân chơi lớn. Như vậy đây là nhận định phân tích của chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương. Quý vị cảm nhận như thế nào về nhận định này hãy để lại trong bình luận bên dưới. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với một nhận định phân tích của một chuyên gia bóng đá đến từ nước ngoài đến từ K-League. Chuyên gia K-League nói rằng Việt Nam sẽ có hàng thủ vững vàng dưới thời huấn luyện viên Kim. Chia sẻ với VN express tổng biên tập báo K-League United, Matthew Bin tin rằng Việt Nam sẽ cải thiện khâu phòng ngự dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik dù không áp dụng lối chơi tương tự dưới thời ông Park Hang Seo. Từng là cầu thủ lừng danh của Hàn Quốc nhưng ông Kim Sang Sik gây nhiều tranh cãi khi bước vào sự nghiệp cầm quân. Ông bị sa thải chỉ 2 năm sau khi giúp câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motors vô địch K-League. Là người theo dõi bóng đá Hàn Quốc nhiều năm, ông đánh giá thế nào về giai đoạn ông Kim làm việc ở Jeonbuk? Công việc huấn luyện viên đầu tiên của ông Kim đầy thách thức khi dẫn dắt đội bóng hàng đầu Hàn Quốc vào năm 2021, về lý thuyết ông xứng đáng được trao cơ hội đó. Sau những đóng góp lâu năm cho Jeonbuk Hyundai Motors trên cương vị cầu thủ cũng như trợ lý huấn luyện viên, dễ hiểu vì sao ông Kim không thể từ chối được lựa chọn đó nhưng có lẽ ông cần xuất phát ở một đội bóng ít tham vọng hơn để trau dồi kỹ năng và rèn giũa phong cách của bản thân. Tuy nhiên, Kim vẫn đem về hai danh hiệu trong mùa đầu tiên là chức vô địch K-League 2021 và cúp quốc gia 2022. Tình hình của Zembuk còn tồi tệ hơn khi ông Kim ra đi điều đó cho thấy bản thân đội bóng có những tồn tại sâu thẳm bên trong và phần nào giúp danh tiếng của kim bớt bị ảnh hưởng lúc này kim đối diện với tình hướng tương tự vào thời điểm nhận việc ở Book đang dành thời gian trau dồi kỹ năng ông ấy bất ngờ nhận lời dẫn dắt việt nam vốn cũng được người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều thất bại ở việt nam có thể khiến danh tiếng của kim ảnh hưởng nặng nề hơn nhưng đây cũng là cơ hội lớn để ông khẳng định giá trị bản thân người hàn quốc nghĩ sao về huấn luyện viên kim Kim nổi danh trong bóng đá Hàn Quốc với tư cách là cá nhân lẫn cầu thủ. Có những cổ động viên thấy nhẹ nhõm khi ông ấy rời di ông bức nhưng Kim không hề bị người hâm mộ lâu năm của bóng đá ghét bỏ. Các cầu thủ cũng bày tỏ lòng tôn trọng và quyết tâm thi đấu vì ông. Có những người cho rằng thành tích của ông Kim trong những năm đầu tại Jeonbuk Bức chủ yếu nhờ vào dàn cầu thủ có trình độ cao. Điều này là hoàn toàn hợp lý, cũng giống như dưới thời ông Bác Hang Seo. Nếu như không có các cụ binh chất lượng đó, thì liệu ông Bác có thể thành công hay không? Tuy nhiên cũng với một đội hình mạnh và được đầu tư Làm việc dưới trướng huấn luyện viên đẳng cấp cao hơn như là Dan Petresil Jim Book lại không thành công Ông Petresil đã phải từ chức khi không thắng 5 trận đầu mùa giải 2024 Những cầu thủ và huấn luyện viên từng làm việc hay chơi bóng dưới ông Kim Đều cảm thấy dễ chịu không thể đánh giá thấp khả năng của ông Kim Huấn luyện viên 48 tuổi có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu của toàn đội Để chơi những trận cầu đáng nhớ Và điều này nó cực kỳ quan trọng Đó là sốc dậy cái tinh thần ý chí khát khao chiến đấu của các cầu thủ Điều này cực kỳ cần thiết cho các tân binh lẫn cựu binh hiện tại của nền bóng đá Việt Nam chúng ta Tuy nhiên, vấn đề là đội bóng dưới thời ông Kim không được duy trì được những màn trình diễn như vậy xuyên suốt mùa giải với hàng chục trận đấu. Với phong cách cầm quân như vậy, ông nghĩ thế nào về khả năng thành công của huấn luyện viên Kim ở cấp độ đội tuyển quốc gia? đội tuyển quốc gia thường chơi những giải đấu ít trận có thể thức loại trực tiếp không như các câu lạc bộ chơi một mùa giải hàng chục trận vì thế có người cho rằng ông kim sẽ làm tốt hơn khi dẫn dắt một đội tuyển quốc gia vì ông có khả năng tập hợp một đội ngũ để chiến đấu từng giải vấn đề là kim cần làm quen các cầu thủ việt nam thuyết phục họ tin tưởng đấu sách và chiến đấu vì ông ấy danh tiếng và những giải thiện kim đã giành được tại Hàn Quốc không có nhiều ý nghĩa tại Việt Nam nên đây sẽ là thử thách thực sự đối với ông một vấn đề cực kỳ quan trọng dưới thời ông bác Hang Seo đã làm được đó là các cầu thủ chiến đấu không phải vì màu cờ sắc áo không mà các cầu thủ còn chiến đấu vì ông thầy nữa ông thầy đó chính là ông thầy bác và nếu như ông Kim cũng khơi dậy được cái ý chí tinh thần chiến đấu của các cầu thủ mà ông ấy dẫn dắt bao gồm tân binh lẫn cựu binh trong giai đoạn này không chỉ chiến đấu vì màu cờ sắc áo không chỉ chiến đấu vì danh hiệu thành tích thương hiệu của họ mà còn chiến đấu vì chính ông kim nữa thì lúc này sức mạnh nó sẽ nhân lên gấp 3 chiến đấu vì màu cờ sắc áo chiến đấu vì thành tích thương hiệu của đội bóng của từng cá nhân và chiến đấu vì ông thầy bóng đá việt nam trước đây rất thành công dưới thời ông bác hang seo và ít nhiều kim sẽ bị đem ra so sánh với tiền bối đồng hương hàn quốc cá nhân ông thấy hai nhân vật này thế nào kim mới làm huấn luyện viên trưởng vì thế ông ấy không thể so sánh về kinh nghiệm với huấn luyện viên Park nhưng Kim có trải nghiệm thành công trên cương vị cầu thủ lẫn thành viên ban huấn luyện sau khi tạo dựng danh tiếng trụ cột của Siêu Nam hùng mạnh hồi đầu thế kỷ 21 với ba danh hiệu K League Kim gia nhập Jeonbuk năm 2009 khi mọi người đều nghĩ ông đã qua thời thành công đỉnh cao nhưng ông vẫn đóng vai trò quan trọng giúp vô địch K League thêm hai lần nữa vào năm 2009 và 2011 sau đó ông gia nhập ban huấn luyện thăng tiến lên vị trí trợ lý huấn luyện viên góp công giúp cho đội vô địch thêm 6 lần nữa ông cũng là huấn luyện viên trưởng gần nhất của Jinbook vô địch K-League năm 2021 Kim hiểu được áp lực khi làm việc ở một đội bóng luôn coi trọng kết quả và danh hiệu ngoài chuyên môn thì huấn luyện viên bác từng được đánh giá cao về khả năng quản trị con người còn ông Kim thì sao Kim có quan hệ rất tốt với các cầu thủ và được họ tôn trọng đội bóng của Kim có thể không vượt qua được kỳ vọng nhưng vấn đề nằm ở chiến thuật thay vì nỗ lực của các cầu thủ có nghĩa là sao mặc dù một dàn cầu thủ chất lượng nhưng phải đi đôi với một chiến thuật hợp lý trong từng trận đấu áp dụng với từng đối thủ khác nhau chứ không phải cứ cầu thủ chất lượng vô sân là đá chiến thắng đâu mà còn phụ thuộc vào chiến thuật của ông huấn luyện viên nữa đã tìm hiểu vào tài quản trị của kim chúng ta có thể nhìn vào các cầu thủ như là tiền vệ 3 x ông ho 3 x đang chơi cho câu lạc bộ birmingham tại giải hạng nhất anh nhưng làm việc ba mùa giải cùng Kim ở Jeonbuk, anh trở lại chơi cho Celtic vào năm 2021 sau nhiều năm không thực sự thành công tại châu Âu. Rõ ràng Kim có ảnh hưởng lớn lên 3 X khi đôn anh lên làm đội phó. Năm ngoái thì 3 X làm đội trưởng Hàn Quốc, đoạt huy chương vàng ASEAN 19 nên được miễn nghĩa vụ quân sự và chuyển sang chơi cho Birmingham tại Anh ngay sau khi Jeong vô địch K-League 2021, khoảnh khắc xúc động nhất là việc đội trưởng Hung Jeong chạy đến ôm Kim và bật khóc. Hung khi đó mới 32 tuổi đã đoạt nhiều danh hiệu nhưng vẫn xúc động trước huấn luyện viên. Khoảnh khắc đó cho thấy mối quan hệ giữa Kim và cầu thủ tốt như thế nào. Chưa kể ông cũng từng nhiều lần nhảy ngay trên sân sau khi đoạt danh hiệu, tức là ông Kim này rất là thích khiêu vũ mỗi lần giành chiến thắng là ông sẽ đứng ra ông nhảy trước một dàn cầu thủ và trước báo giới báo giới quay thoải mái luôn cũng phải đánh giá cao kim thúc dục Toàn đội tận lực trong thi đấu bối cảnh khó khăn, điển hình như Dương Búc thua trên chấm luân lưu trước Urawa Reds của Nhật Bản tại bán kết AFC Champions League 2022. Dù thất bại đau đớn, đoàn quân của Kim chỉ thua một trong 13 trận sau đó. Để trở lại cuộc đua K-League và đoạt cúp Hàn Quốc bất cứ ai xem các trận này có thể thấy Kim đã thúc đẩy các cầu thủ của Seongbuk chiến đấu cật lực đến thế nào. Sau giai đoạn nỗ lực chơi kiểm soát bóng dưới thời ông Jose, liệu Việt Nam có nên quay về với lối đá phòng ngự dưới trướng của huấn luyện viên Kim hay không? Với kinh nghiệm chơi bóng lâu năm ở vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự, Kim đủ sức xây dựng một đội bóng phòng ngự chắc chắn về mặt chiến thuật. Dư luận khó có thể chỉ trích hàng thủ của đội bóng trong tay Kim, nhưng ông ấy không hoàn toàn là một huấn luyện viên thiên về phòng ngự. Khi Kim còn dẫn dắt Diêm Có những người chỉ trích đội bóng không đem lại tính giải trí cao Nhưng bản chất của Diêm thời đó không phải phòng ngự Giai đoạn 2018-2021 Diêm đã nâng tỷ lệ giữ bóng trung bình mỗi trận từ 50 lên 55% Và Kim duy trì điều này trong vòng 3 năm tiếp theo Vấn đề của họ là những đường truyền có phần thận trọng Truyền ngang hoặc về Đội bóng gặp khó khăn trong khâu tạo ra cơ hội dù giữ được bóng Nên khiến người hâm mộ tức giận Kim dường như đã giải quyết được vấn đề này vào cuối năm 2022 nên được tiếp tục ở lại mùa giải 2023. Nhưng cuối cùng không thể nói rằng Ji biết cách ghi bàn. Đội bóng của Kim không phòng ngự nhưng phải nói rằng họ không thích rủi ro khi tấn công. Vấn đề này cần được Kim và cộng sự giải quyết khi làm việc ở Việt Nam. Việc này mình nghĩ rằng ông Kim sẽ được sự cố vấn từ phía ông bác làm sao phải có một dàn phòng ngự chắc chắn hơn so với dưới thời ông Troze đồng thời không phải phòng ngự một cách cực đoan mà còn phải đi liền với việc phản công thậm chí là pressing đối thủ và cơ hội săn bàn Matthew là ai? Matthew 36 tuổi là người Anh đang sống và làm việc tại Hàn Quốc từ năm 2014. Một thập kỷ qua ông đã dự kháng các trận của Jin tại K-League để bình luận cho kênh tiếng Anh của giải đấu. Bin cũng là tổng biên tập k United, tạp chí tiếng Anh của giải. Ông tự nhận là người hâm mộ Jim Book, nơi huấn luyện viên Kim Sang-sik đã làm trợ lý cho huấn luyện viên gần 10 năm qua. Như vậy là chúng ta vừa nghe qua nhận định của hai chuyên gia, một chuyên gia đó là chuyên gia bóng đá trong nước ông Đoàn Minh Sương và chuyên gia thứ hai đó là chuyên gia Matthew Bin của tờ k United. Mặc dù đây là những nhận định nó có phần tương đối chuẩn xác về huấn luyện viên Kim thông qua một cái quá trình quan sát và theo dõi từ các giải đấu ở K-League của ông Matthew Beans. và phần nhận định thứ hai đó là đến từ ông Đoàn Minh Sương nó mang một tính chất rất là xác thực với tình hình thực tại của nền bóng đá Việt Nam và hy vọng với những nhận định cực kỳ sâu sắc này ông bác ông Kim và dàn trợ lý sẽ đúc kết kinh nghiệm làm sao tạo ra một bộ khung thực sự vững chắc cho đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta trong thời gian sắp tới. Đồng thời, phải khắc phục được những hạn chế mà ông Kim đã làm với đội bóng ở Jeonbuk Hyundai Motor ở mùa giải trước khi ông từ chức. Đó là không nên phòng thủ, không nên phòng ngự một cách cực đoan để rồi quá thận trọng an toàn, không tạo ra được những cơ hội ghi bàn khiến cho người hâm mộ cảm giác rất thất vọng. Có nghĩa là phòng ngự thì cứ phòng ngự, phản công thì cũng phải phản công cho nó rõ nét chứ không thể cực đoan theo trường phái này hay trường phái kia và cho dù đó là kiểm soát bóng hay là phòng ngự mà mang yếu tố cực đoan thì nó sẽ hao hao giống với ông philip jose kể cả trong đó có luôn câu chuyện về trẻ hóa đội hình làm sao nó phải cân bằng được lực lượng của một đội hình khi ra sân đối với từng đối thủ khác nhau và hai trận sắp tới đây với philippines và iraq không thể nào ông kim được sự cố vấn tượng bác rồi lại tung ra một gian cầu thủ trẻ hóa tương tự dưới thời ông trô chắc chắn sẽ gây rất nhiều phẫn nộ trong giới chuyên gia lẫn người hâm mộ bóng đá việt nam hy vọng rằng với những gì các chuyên gia trong nước và nước ngoài nhận định ông Kim, dàn trợ lý của ông bác sẽ đưa ra một chiến thuật, lối chơi đội hình phù hợp với hy vọng rằng chúng ta ít nhất có thể giành chiến thắng một trong hai trận với Iraq hoặc là Philippines. Cảm ơn quý vị đã chú lắng nghe và nếu như có những bình luận ý kiến gì vui lòng thả bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.